Hôm qua, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đã quyết định tăng ngân sách nghiên cứu và phát triển năm 2024 cho các ngành sản xuất chip, pin, màn hình, công nghệ sinh học, ô tô tương lai và robot thêm 5,8% so với năm nay lên 2.000 tỷ won, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ, để tăng khả năng cạnh tranh trong các ngành công nghiệp chủ chốt của nước này. Khoản ngân sách lớn nhất dành cho ngành sản xuất ô tô tương lai với 355 tỷ won, tăng 10% ngân sách sẽ được sử dụng để hỗ trợ phát triển các công nghệ nhằm chuyển đổi xanh sang xe sử dụng điện và hydro hay ô tô tự hành. Khoản đầu tư cũng sẽ tập trung vào cảm biến và phần mềm để theo đuổi các công ty dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực này, đồng thời cũng có hơn nữa vị thế dẫn đầu toàn cầu của Hàn Quốc về hệ thống pin sạc và pin nhiên liệu. Khoản ngân sách lớn thứ hai, 263 tỷ won dành cho công nghệ sinh học trong chăm sóc sức khỏe, phát triển vật liệu mới, sản xuất thiết bị và cải tiến thiết bị chẩn đoán bên cạnh đó một số khoản ngân sách sẽ được chi để tìm cách sản xuất trong nước các bộ phận chính cho robot phát triển phần mềm liên quan mở rộng các ứng dụng robot và hỗ trợ các cơ sở thử nghiệm robot trong hoạt động logistics và thương mại